Rồi là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tập lên cho anh em một clip gồm 10 cây hàng câu nha anh em. 10 cây này là 10 cây hàng câu chuyên cho anh em đi câu lure, có máy đứng có, máy ngang có. Tất cả đều là hàng carbon, hàng xuất là đều Nhật. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì anh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á, anh em cứ alo gửi về cho em. Rồi cảm ơn anh em. Em lên cái thứ nhất cho mọi người xem. Cây thứ nhất là một cây cần lua máy ngang hàng abu đó. Phôi nó là phôi carbon nha anh em đó. Cần cán rất là đẹp nha. Nói chung là cây này ngoại hình khá là ok. Dàn phen này phen xít đó, bát đây, bát máy ngang đó. Rất là đẹp nha anh em. Hàng abu, hàng này xuất là đề Nhật nha anh em. Carbon sắn gân guốc luôn á. Phen nó đây. Bu. Cây này là một cây máy ngang hàng bu gạc ma. Cây này nặng 120 gram. Đó, dài 1m9 nha anh em. Dài 1m9 nặng 120 g. Khá đẹp, rất là đẹp nha anh em. Cái này độ cứng nó rơi vào tầm khoảng ML thông số. À, độ cứng ML nha anh em. Tải dây là từ 8 đến 18 đến 16 lb. Lua là từ 3,5 g đến 14 g nha anh em. Thông số. Rồi, giá công khai cây này là 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2 cộng ship. Phí ship mặc định bên em đối với cần câu là 35k một đơn nha anh em. Cây abu dài 1m9. Lua từ 3,5 g đến 14 g. Cứng ML. Rồi, cây số 1. 1 triệu 2. Rồi, tiếp theo sẽ em lên cây số 2 nha anh em. Cây số 2 là một cây cần của Shimano, hàng hãng Shimano. Anh em có thể search cái này lên mạng ra tất cả thông số cho anh em luôn. Cây này là một cây cần của Shimano, hàng China xuất nội địa Nhật cho anh em. Tem xuất rõ ràng, đó, hàng xuất thì em báo xuất. Cây này dài 1m98. Dài 1m98. Tải mồi từ 4 đến 21 g. Cứng ML, tải mồi từ 4 đến 21 g. Dây ni lông là từ 4 đến 16 lb. Be từ 0.6 đến 1.5. Cây này sở hữu là dàn phen này, dàn phen ship nha anh em. Đó. Bát là bát hãng. Khá đẹp nha anh em, bát đời cao. Đẹp xuất sắc luôn á. Em soi cận cảnh ngoài ngoại hình đó cho anh em xem. Chất liệu là chất liệu carbon. Phen là tất cả đều là phen ship nha anh em. Nói chung là cây này đẹp, xước xát ít thôi. Không có xước xát, hình như là không có xước xát luôn. Đầu bu ở đây, đó, đầu bu vẫn là đầu bu ship. Phen đề 3. Khá là đẹp. Rồi, cây này giá là 1 triệu nha anh em. Cây số 2, dài 1m98, nặng 100 g, giá 1 triệu, cứng ML. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần của hàng Korea. Đó. Cây này dài 1 mét, cũng là 1m98. Cây này tải mồi từ 5 đến 30 g. Tải dây là từ 4 đến 10, từ 4 đến 14 lb. Hàng này của hàng Korea nha anh em. Cứng ML. Cây này sở hữu là dàn phen gold. Đó, trọng ship.
Pussy anh em, rõ ràng. Tất cả đều là Pangon anh em. Nói chung là cần này không lỗi, không độ chế gì hết. Cần nào nói lỗi chỗ nào em báo cho đó. Bát vẫn là bát Pussy. Đó, bát Pussy tem hoàng, bát Gon luôn. Cái này cứng ML Pussy Gon. Đó. Cái này cũng còn khá đẹp anh em. Đẹp, rất đẹp luôn á. Cái này nặng 140g, dài 1m98, giá là 650k. Rất đẹp nha anh em. Cứng ML nha. Không lỗi. Rồi 650k cộng ship nha anh em. Cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần hàng của Korea. Cây này dài 1m8 nha anh em. Dài 1m8. Phen là phen Pussy. Nói chung là cây này cũng còn khá là mới. Ngoại hình thì vẫn có xuất sắc ít nha anh em. Phen Pussy Poison X. Hàng cứng, hàng action là ML nha anh em. Đó, cứng là ML. Cần không có thông số nên em không đọc. Đó. Hàng Korea sản xuất, bát tay chơi cũng ok, bát thẳng nha nè. Cây này nặng 100g, độ dài là 1m8, giá là 600k. Cây số 4, hàng lô máy đứng nha anh em. Cứng ML. Rồi, cây số 4 giá 600k. Poet nha anh em. Đó. Hàng này hàng sản xuất Korea, xuất nội địa Nhật. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần hàng Waco, hàng Korea, xuất nội địa Nhật luôn nha anh em. Đây. Cây này thì tải mồi từ 7 đến 18g, tải dây từ 6 đến 15lb. Cây này dài 1m8 nha anh em. Độ cứng là mờ. Cây này vẫn là cây làm bằng chất liệu carbon. Cần máy đứng. Sắn từ tích đến ngọn nha anh em, sắn carbon chìm. Cây này còn khá là mới, mút nó rất là mới nha anh em, cán là cán bằng. Bát là bát Pussy, tem hoàng còn luôn. Carbon sắn chìm toàn thân. Khá đẹp nha anh em. Phen là phen Pussy nha. Đẹp cực kỳ. Rồi, cứng mờ. Giá công khai cây này là 600k luôn nha mọi người. Cây số 5 giá 600k. Test độ công cho anh em luôn á. Cây này nặng 90g. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần view. Cây này bát là bát Pussy. Cây này mới chầm chầm luôn nha anh em. Cây này chưa bóc tem này ra luôn nè. Đó. Hàng là hàng carbon sắn chìm, sắn từ gốc đến ngọn. Cây này dài 2m28, nặng 100g. Đó, dài 2m28, nặng 100g. Độ cứng là mờ nha anh em. Tem sức nội địa Nhật rõ ràng. Ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Nói chung là cần này giống như là chưa qua sử dụng luôn. Đây.
cái dòng đeo của nó vẫn còn. Đây fan là fan Fuji nha anh em, khỏi chạy đâu hết. Cái này đọt là đọt tháp nha anh em, nó đọt nó được đọt tháp, không biết hàng lua đọt tháp ngộ đó. Đọt sợ thi tinh khá dẻo. Khúc nói này hàng này hàng China nha anh em, China xuất nội địa Nhật. Hàng này hàng vẫn là hàng máy đứng. Test đồ công cho anh em luôn đó, đè xuống luôn nè. Khá đẹp nha anh em. Rồi cây số 6 giá 600k nha anh em. Tiếp theo sẽ là 4 cây cuối cùng. Cây này là cây số 7. Cây số 7 là một cây Daiwa, Daiwa Phantom nha anh em. Cây này là hàng Taiwan xuất nội địa Nhật, Daiwa. Cây này thông số lô là lô từ 4 đến 18 gram. Độ cứng là L. Đó. Mã có còn đầy đủ nha anh em. Tem xuất nội địa Nhật. Hàng Taiwan lô từ 4 đến 14 gram, tải dây từ 4 đến 8 lb. Khá đẹp nha anh em. Cây này nặng là 100 gram, rất là nhẹ. Dài 1m8. Em soi từ gốc tới ngọn cho anh em xem. Phen là phen Fuji nha. Cần máy đứng nha anh em, bát cũng còn khá là ok. Cái miếng mốt này đã. Cần sắn từ gốc đến ngọn nha anh em. Hàng đây qua. Carbon sắn về góc tính ngọn nha. Phen là phen Fuji. Rồi giá công khai nha mọi người, giá công khai cây này là 1800 lọt, giá công khai cây này là 550k. Rồi đây test đồ công, nói chung là mua hàng em là em khỏi lo đó. Anh em về mà kiểm tra hàng, nếu hàng không giống em với giới thiệu quảng cáo thì anh em trả về cho em. Đó, test luôn. Rồi, giá công khai 550k, cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần máy ngang, hàng carbon sắn toàn thân. Đó. Bát là bát hãng. Carbon sắn ngăn guốc luôn nha anh em. Cần này cần máy ngang nha anh em. Cái này thì tải mồi. Cái này dài 1m8. Hàng China xuất Nhật. Mã có đầy đủ nha anh em. Cái này dài 1m8, nặng 110g. Tải mồi từ 7 đến 21g, giá 500k. Nói chung là cần này còn mới, mới cứng luôn. Độ cứng cây này là độ cứng mờ nha anh em. Đó. Cần đây. Test độ công. Cây khá cứng nha, nảy khá cao á. Thì đọt nó carbon sắn cuộn cuộn luôn, khỏi chê. Rồi, giá công khai 500k cộng ship nha anh em, cây số 8. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần hàng của Genko vậy đó. Nói chung là cây này xuất nội địa Nhật. Bắt ra đây, đó. Cây này cứng lờ nha anh em. Cứng lờ.
dài 1m6, nặng 50g, rất là nhẹ. Cây này thì carbon sắn toàn thân, phen là phen Fuji. Cái này thì có xước sát cho anh em, hôm soi điểm xước sát cho anh em xem. Cái này thì chuyên cho anh em mua mực này, mua lô mực, lô suối. Phen Fuji. Đây, xước sát đây. Đây, nó bị xước cái này đây, nó dính keo, rồi cạo ra nè. Chỗ này nữa, nói chung là không lỗi nha anh em, cần không lỗi. Rồi, giá công khai cây này khoảng là 500k nha anh em. Cây số 9, 500k, test độ cong luôn. Đó, anh em lấy lô mực, cây này là bao phê. Lô mực, lô suối. Cây số 9 giá 500k nha anh em, dài 1m6. Không có thông số tải mòi với thông số dây nên anh em không đọc. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây cần đai qua Phantom. Hàng quẳng là hàng carbon sẵn nguyên cây. Bát đây. Bát chạy nha anh em. Đây, bát thẳng tùm lum chân, chữ nè. Nói chung là cần này còn rất là mới. Carbon sẵn cuộn cuộn. Phen nó đây. Cây này là đây qua Phantom. Cây này hàng của Taiwan xuất Nhật nha anh em. Tải dây, tải mồi là từ 4 đến 14 gram, tải dây từ 4 đến 10 lb. Carbon sắn toàn thân nha anh em. Khỏi chê. Phen đề 3 đây. Chung này bán hàng sau cho anh em xem hết. Đầu bộ nó. Carbon sắn này khỏi bàn. Cây này dài 1m7 nha anh em. Nặng là 80g, giá 500k. Dài 1m7, nặng 80g, giá 500k nha anh em. Giá là chưa bao gồm phí ship á. Test cho anh em xem luôn. Đó. Rất là phê nha anh em. Cây này anh em lô suối, lô mực, anh em đánh lóc cảm giác cũng được. Phải lấy câu tôm bá cháy bùi chét. Rồi, đó tổng cộng 10 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào vui lòng để lại số điện thoại cộng với số cần, rồi em sẽ chốt cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em.